Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Bên mình thì địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video này mọi người. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 06 con số 8748. Hai số điện thoại này thì mình đều xài Zalo. Anh em muốn xem hình ảnh chi tiết máy á, thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc fanpage, nhân viên mình sẽ gửi hình ảnh cho mọi người tham khảo nha. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối, chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một. Anh em ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship, bên mình sẽ ship core đi toàn quốc luôn, cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước tiên, thanh toán đầy đủ tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để ở phần mô tả video này mọi người, anh em chỉ cần kích vào phần mô tả video này sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. Bên mình bảo hành 3 tháng nha, lỗi một đổi một trong 30 ngày đầu tiên. Anh em xem like cho xem video cho mình một đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Thì đầu tiên hôm nay mình cũng mới về được một số máy luôn, giới thiệu tất cả mọi người nha. Huawei Mate 20 mọi người, RAM 6 128 nha. Bên mình đang bán chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Chip Kirin 980, màn hình khá là đẹp luôn nha. Đây. Việc màn hình làm cực kỳ mỏng. Oppo K9s, hôm nay về cái màu đẹp ghê mọi người. K9s nè, RAM 8 bộ nhớ 256 GB. Hiện tại shop mình đang còn 3 màu nha, màu bạc nè, màu đa sắc nè, xanh đen mọi người. K9s là một con máy mà nói chung là có cái cấu hình rất là mạnh, chip Snapdragon 778, màn hình 120Hz, camera 64 chấm, pin 5000, máy đẹp không khác gì mới nha. Pin mình đang bán 2.950.000, lâu lắm rồi mới có hàng trở lại mọi người, lâu lắm luôn. Samsung Galaxy A22 5G, màn hình 90Hz nha. Con này bên mình đang bán chỉ có 2 triệu tư. Samsung Galaxy S22 LED nha. Bản Mỹ, máy đẹp như mới luôn mọi người. RAM 8 256 GB, bên mình đang bán là 7 triệu 9. Đây, bản 256 GB nha mọi người. Bên mình đang có hai màu xanh và màu trắng nha. S21U hôm nay về cũng đẹp ken như mới luôn mọi người. S21U bản Mỹ nha, máy rất là đẹp luôn. Bên mình đang bán chỉ có 7 triệu tư thôi mọi người, 7 triệu tư. Samsung Galaxy S21 5G, hôm nay mình về được vài cây đẹp ken luôn nha. S21 5G thì bên mình đang bán chỉ có 5 triệu thôi mọi người, 5 triệu. Sharp R7 nha. Sharp R7, một cây máy cực kỳ ken và đẹp luôn mọi người. Màn hình 240Hz nha. Sharp R7 này thì bên mình đang bán chỉ có 4 triệu 850.000 nha. Oppo Reno 11 nha mọi người, máy cực kỳ đẹp luôn. Bên mình đang bán chỉ có 6 triệu 3 thôi nha. Có hai màu cho anh em chọn nè, màu xanh và màu xám nè. Vẫn còn bảo hành chính hãng khá là dài. Reno 11 thì sở hữu một cái màn hình OLED, tần số quét 120Hz, kích thước là 6,7 inch nha. Chip Dimensity 7050 mọi người, RAM 8 và nhớ 256 GB, đẹp kèn như thế này. Chỉ có 6 triệu 3 thôi. Oppo Reno 10 5G. Con này cũng khá là đẹp mọi người. Máy đẹp ken 99 không à. Màn hình cũng kích thước 6,7 và chip cũng Dimensity 7050, pin 5000, RAM 8 128, 5 triệu 6 mọi người. Vivo V29 5G, bảo hành tới tháng 1 2025, một con máy có màn hình kích thước khá là lớn nha, 6,78 inch, pin 5000, camera chụp hình khá là đẹp. Con này bên mình đang bán 6 triệu 3. Oppo Reno 12F 5G, bản RAM 12GB, bảo hành tới tháng 7 2025, máy đẹp không khác gì mới luôn nha. Cái này bên mình đang bán 6 triệu rưỡi thôi mọi người.
Vivo V30E nha, RAM 12GB thì bên mình đang bán là 6 triệu rưỡi và RAM 8GB bên mình đang bán chỉ có 6 triệu 2. Con này cũng chụp hình khá là đẹp nha. Samsung Galaxy A55 5G bảo hành tới tới tháng 5, tới tháng 4 2025 nha mọi người. Tháng 4 2025, máy đẹp kèn 99 như thế này nè. A55 RAM 8 128, 6 triệu 950 nha. 6 triệu 950 nha mọi người. Xiaomi 13T. Máy cực kỳ đẹp, chip mạnh, camera đến từ Leica nữa, RAM 8 256GB. 6 triệu 850 nghìn mọi người, Xiaomi 13T. Samsung Galaxy S23 FE hàng chính hãng, bảo hành dài 10 tháng nữa nha, máy đẹp 99% mọi người. Như máy mới luôn nha, như một con máy mới này, không một vết trầy xước. Em này còn cả siêu luôn nè. Hàng chính hãng nha, RAM 8 128. Camera chụp hình khá là đẹp. Màu xanh. 6 triệu 2 8 triệu 2 mọi người, 8 triệu 2. Tecno Spark 20 Pro, hôm nay mình có hai cây, bảo hành chính hãng dài nha. RAM 8 có thể mở rộng thêm 8GB. Sạc nhanh là 35W nha, full box bảo hành hãng dài, màu đen nè, máy đẹp 99. Có cây màu trắng này khá đẹp luôn mọi người. Màu trắng này thì bảo hành cực kỳ dài luôn. Mới xài được có 2 tháng rồi mọi người. Cây này bên mình đang bán chỉ có 3 triệu 8 thôi nha. Tecno Spark 20 Pro 3 triệu 8. Một triệu 050 nghìn, anh em có thể sở hữu một con máy như thế này này mọi người. Em này thì có viên pin lên đến 6.000 nha. Là Tecno Spark 7 nha mọi người. Tecno Spark 7 pin 6.000, RAM 2 bộ nhớ trong 32 khá là mượt luôn nha. Ngoại hình này đẹp tầm 97%. Con này pin khá là trâu. Đây, màn hình độ phân giải là HD, camera chính 16 chấm. Anh em mua về lướt mạng xã hội khá là ok này. Giá rẻ. Sáp R6 mọi người, 3 triệu 950 nghìn, máy đẹp 98 nha. Con này RAM sẽ là 12GB. Màn hình thì 240Hz nha. Nè, cực kỳ mượt mà luôn mọi người. Camera của con này là camera Leica, camera 1 inch, sắc nét cực kỳ nha. 3 triệu 950 nghìn Sharp R6. Xiaomi Redmi Note 13 RAM 8 128, ngoại hình đẹp nha. 3 triệu 350 nghìn nha, RAM 6 128, Redmi Note 13. Con này sở hữu cũng màn hình là OLED luôn mọi người, tần số quét 120Hz luôn nha. Xiaomi 13 Lite mọi người. Con này ngoại hình đẹp 97 nha, bên mình đang bán rất là rẻ luôn. 3 triệu 9 nha, Mi 13 Lite. Ngoại hình thì tầm 97%. RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong là 256, chip Snapdragon 7 Gen 1 cực kỳ mạnh mẽ nha. Camera sau 50 chấm, màn hình 6,55 inch, 120Hz, quay phim chụp hình khá là đẹp mọi người. 3 triệu 9 thôi nha, Mi 13 Lite. Tecno Spark 20 Pro LED RAM 8 256 chỉ có 3 triệu 350 nghìn. Em này có màn trời nhẹ nha. Màn hình thì kích thước 6,78 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD, tấm nền OLED và có chip Helio G99 Ultimate cực kỳ mạnh luôn nha. RAM 8 có thể mở rộng thêm 8, bộ nhớ 256, pin 5000, camera 108 chấm nha. Lưng em này bằng da, ngoại hình từ tầm 97-98% nha. Tecno Spark 20 Pro chỉ có 3350. Xiaomi Redmi Note 13 Pro LED 5 triệu 8 cho RAM 8 256 và 6 triệu 1 cho bản RAM 12 256 nha. Lưng da này, camera 200 megapixel, chụp hình quay phim có chống rung, màn hình 6,67, màn hình cong, tần số quét 120Hz và
có tấm nền OLED nha, cực kỳ đẹp luôn mọi người, độ phân giải lên đến 1,5K luôn, cấu hình cực kỳ mạnh, giá rẻ nè. Thiết kế của khung viền cũng được làm bằng kim loại lân da, 5 triệu 8 cho RAM 8 256 và 6 triệu 1 cho bản RAM 12 256GB. Về thêm được 4 cây máy siêu bền nha. Đây là những cây máy siêu bền của Honor mọi người, hàng chính hãng luôn nha. Honor X9B 5G mình có hai màu, màu đen và màu xanh. X9B 5G thì sở hữu cái màn hình kích thước là 6,78 nha, màn hình khá là đẹp, màn hình AMOLED. Chip nắp là gần 6 Gen 1 nha, con 6 Gen 1 này rất là mạnh mọi người. Em này thì cực kỳ bền luôn, viên pin 5800, trâu bò cực kỳ. RAM sẽ là 12 bộ nhớ 256 nha, mượt lắm mọi người. Bên mình đang bán chỉ có 5 triệu 7 thôi, Honor X9B 5G. Vivo V27e, màn hình con này 90Hz, màn hình AMOLED, RAM 8 có thể mở rộng thêm 8, bộ nhớ 256, chip Helio G99 nha. Camera 64 chấm, quay phim chụp hình nét căng nha mọi người. Con này thì ngoài tầm 98%, 4 triệu 2. Samsung Galaxy Z Flip 5 cực kỳ rẻ luôn nha, chỉ có 7 triệu 2 thôi mọi người. Z Flip 5 hàng chính hãng, RAM 8 256, máy đẹp 99 nha. Này nó có bị bầm màng một xíu nè mọi người, bầm một tí nha, bao mọi người không loan, máy còn khá đẹp, keng luôn. 7 triệu 2 mọi người, trải nghiệm tốt, giá bằng con Z Flip 4 chưa nhiều đâu. Honor X6B nha, máy mới nha mọi người. Con này là một cái máy mới nè, chưa sử dụng nè. Chip Helio G88, RAM 6 có thể mở rộng thêm 6, bộ nhớ 128. Máy này không bóc nha, không bóc thì bên mình đang bán chỉ có 2.650.000 thôi. Máy phun bóc như thế này thì bên mình đang bán 2.900.000 nha. Máy này là máy mới nha mọi người, chưa có xài luôn nha, chưa xài, mình khui ra mình kiểm tra thôi chứ còn chưa có sử dụng tới nha. Anh em mua cũng khá yên tâm. Phụ kiện của con phun bóc này có sạc nhanh 35W nha. Pin của em này khá là trâu, lên đến 5200 mọi người, xài hơn một ngày, máy đẹp keng à. Xiaomi Redmi K70 Pro nha, K70 Pro. Con này có trải nhẹ chui sạc, RAM 12 256. K70 Pro tuy là con máy tầm trung thôi nhưng mà thiết kế cao cấp cực kỳ luôn mọi người. Chip nắp là gần 8 Gen 3 K70 Pro, sạc nhanh 120W luôn nha, sạc lên quanh có bao nhiêu phút là đầy pin rồi mọi người. Còn K70 Pro máy 98 như thế này bên mình đang bán chỉ có 8.650.000 nha, K70 Pro. Và mình có máy đẹp keng như mới luôn mọi người, đây đẹp keng như mới, bên mình đang bán 9 triệu nha. Bên mình thì bảo hành cho mọi người là 3 tháng, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng, qua thẻ tín dụng nha. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có thể chạy qua bên mình thoải mái nha. Đây, máy này là máy đẹp như mới luôn. Cục sạc 120W thì sạc lách quanh khoảng tầm hơn 20 phút đầy pin rồi mọi người. Điện thoại vừa sạc pin nhanh cực kỳ. Xiaomi 12, RAM 8 256GB. Chip 8 Gen 1, còn một con máy nhỏ gọn, có cục sạc nhanh 67W nha, thiết kế cao cấp nha. Bên mình đang bán 4 triệu 9 nha. Xiaomi 12, mình đang có màu tím nè và có màu xanh nữa nha, hai màu. OnePlus AC3V. Máy này máy new luôn ạ. Máy new AC3V nha. Đây. Máy mới nha mọi người. AC3V thì bên mình đang bán là 6.250.000 mọi người, AC3V nha. RAM con này 12, bộ nhớ trong là 256GB. Này có thêm được Meizu 21 nốt này mọi người, bây giờ thì cực kỳ hợp lý luôn. Một con máy viền màn hình siêu mỏng, sạc hình như là 80W nha. Đây, Meizu cái màn hình nó khá là đẹp mọi người. RAM 16GB nha, bộ nhớ trong là 256GB, 21 nốt. Anh em thích một con máy chụp hình đẹp thì có thể tham khảo cái này nha. 8 triệu 8 thôi mọi người, Meizu 21 nốt 8 triệu 8. OnePlus ACE3,
Đây, máy mới luôn, hầu như máy mới nha mọi người. Đây, AC3. RAM sẽ là 12, nhớ trong là 256 GB, chip 8 Gen 2 nha. AC3, máy mới nha. 8 triệu 2 mọi người. AC3 nữa nè, mình có cái màu này khá là đẹp luôn. Đây. Màu tím, màu đen, màu đồng chứ, màu đồng. Máy này làm như máy mới mọi người. 8 triệu 2 nha mọi người. Vivo X100S RAM 12 256 GB. X100S. Anh em nào thích chụp hình thì nên tham khảo những cái này. Camera ống kính đến từ Zai nha. RAM sẽ là 12 256. 12 triệu 9 mọi người. 12 triệu 9 full box như thế này nè. X100S nha. Xiaomi 12 RAM 8 256 nữa nè, 4 triệu 9 nè. Tecno Bova 2 RAM 4 GB, pin 7000 nha, 1 triệu 9 mọi người. Oppo A38 RAM 4 128, cực kỳ rẻ luôn, 2.650.000 nha. Leica Phone 1 4.8 triệu, RAM 12 256, con này có camera 1 inch đến từ Leica nha. Oppo A78 5G 2.5 triệu nha. Vivo X100S nha, RAM 12 256, đây phải gọi là một con máy siêu chụp hình luôn mọi người. Cực kỳ sắc nét luôn nha. Đây. Màn hình em này thì khá là mượt và đẹp nha. Màn hình cũng được trang bị công nghệ LTPO full box như thế này nè mọi người. Vivo X100S nha. Cái này bên mình đang bán chỉ có 12 triệu 9 full box mọi người. Xiaomi Mi Fold 3 RAM 12 256 full box nha. Em này có cục sạc nhanh, hình như là 90W. Đây, sạc nhanh 67W nha, Mi Fold 3 này. Sở hữu hai màn hình kích thước khá lớn. Màn hình ngoài là 6,56 inch, màn hình trong thì lên đến 8,1 inch nha mọi người. Mi Fold 3 18 triệu nha mọi người, 18 triệu. Galaxy S22, S24 Ultra, máy là xóa cả nóc rồi nha. 18.5 triệu, máy mới nha mọi người. S24 Ultra. Còn máy chưa xóa cả nóc thì bên mình đang bán là 21 triệu 8 nha, 21 triệu 8. S24 Ultra thì RAM sẽ là 12, cũng như 256 và có con chip 8 Gen 3. Sony Xperia 1 Mark 4 nha, RAM 12 256, 7 triệu mọi người. iPhone 11 Pro 64 GB, pin con này thì còn 97, máy 97 luôn, 6.350.000. Oppo Reno 7 nha, 3 triệu 2 thôi, màn hình AMOLED. Oppo A77s nha mọi người. Đây, RAM 8 128, 2.850.000. Samsung Galaxy M53 5G, vỏ nó hơi trầy nha, M53 5G. Cái này bên mình đang bán chỉ có 4 triệu thôi. Samsung Galaxy MA33 5G nha, RAM 6128, 3 triệu 2. Xiaomi Redmi K40, con này là con Poco F4 mọi người, Poco F4. Con này là chính hãng, sách tay là K40S nha, nhưng mà con này chính hãng, máy đẹp nha. Chip 870, RAM 8 256, 4.5 triệu. Samsung Galaxy Z Fold 3 2 SIM, RAM 12 256, 9 triệu 2 mọi người. Galaxy S22 Ultra bản Mỹ, RAM 12 256, 11.5 triệu. S22 Ultra bản Mỹ, RAM 8 128 nha, 10 triệu 6. S23 LED phiên bản Mỹ, RAM 8 256 GB, 11 triệu 8.
S24 lớp bản hàng, bộ nhớ là 512 GB, RAM 12 GB nha. Cái này máy đẹp 98, bên mình đang bán 15 triệu rưỡi mọi người. Galaxy S22, con này lưng ở tróc thể nhẹ nè, 5 triệu rưỡi. Đẹp, 6 triệu mốt nha. Xiaomi 11 Pro RAM 8 128 4 triệu 7. Mi 11 Ultra RAM 12 bộ nhớ 256, máy đẹp keng 99 nha. 6 triệu 7. Realme GT6 RAM 16 bộ nhớ trong 512 GB, 11 triệu nha. Xiaomi 12X RAM 12 256 4 triệu 9. Mình có Xiaomi 12 nữa nha. Mi 12 thì bên mình đang bán cũng 4 triệu 9 luôn mọi người. Oppo Reno 11 5G RAM 8 256 6 triệu 3. Reno 12 5G 3 tháng 6 2025 nha, 8 triệu rưỡi mọi người. Reno 10 Pro RAM 12 256 6 triệu 2. Reno 11 Pro RAM 12 bộ nhớ trong 512 GB 7 triệu 8 nha. Vivo V30E RAM 12 bộ nhớ trong 256 GB 6 triệu 3. Mình có RAM 8 256 nữa nha mọi người, RAM 8 256 màu nâu này. Bên mình đang bán rất là rẻ luôn, chỉ có là 6 triệu mọi người. Vivo V29 5G RAM 12 256 6 triệu 2. Vivo V30 RAM 12 bộ nhớ trong 512 GB, máy đẹp 99, 7 triệu 9 nha. Vivo V27E RAM 8 256 4 triệu 4 mọi người. Con này là con Vivo Y100 RAM 8 256 nha, 4 triệu 3. Oppo Reno 10 5G RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB, 5 triệu 6. Nội đồng cối đá siêu bền nha, dây cơ T100 RAM 6 128 pin 6000 kháng nước kháng bụi chịu được va đập tốt nè, 3 triệu. Redmi Turbo 3 RAM 12 256. Đây, Turbo 3. 5 triệu 6 thôi mọi người, Turbo 3 nha. Chỉ còn có 5 triệu 6 thôi. Samsung Galaxy Note 20 hàng Việt Nam nha, RAM 8 256 chỉ có 5 triệu mốt thôi mọi người. M33 5G RAM 6 128, con này thì chạy chip Snapdragon 750 5G nha. Pin con này khá là trâu, 5000, máy thì còn rất là đẹp nha, 3 triệu mốt. Galaxy Note 20 Ultra màn hình new nha, hôm nay mình mới về được vài cây á mọi người. 7 triệu 7 nha. Note 20 Ultra bản Mỹ thì sai xài được hai SIM, một vật lý một eSIM, RAM 12 128, máy thì đẹp như mới không biết chạy luôn. Honor 200 RAM 16 bộ nhớ trong là 256 GB, con này có thể mở rộng ra thêm được 16 GB nữa mọi người. Một con máy nói chung là có cái màn hình khá là đẹp luôn, cong tứ phía luôn nha. Cái này bên mình đang bán chỉ có 8 triệu 7 thôi nha. Samsung Galaxy S24 Ultra máy thì đã chạy cả nóc rồi, RAM 12 256, máy này là máy new luôn á mọi người. Bên mình đang bán chỉ có 18 triệu rưỡi nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp này, ship code đi toàn quốc này, giao lưu trao đổi máy góp đôi khi không cần trả trước cũng được nha. Anh em nào quan tâm thì cứ tham khảo bên shop mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.